Chúng sanh tu tập theo pháp ắt được thân tốt đẹp. Nếu làm những việc phi pháp thì phải chịu thân xấu xí. Vì nghĩa ấy, nghiệp quả của chúng sanh không thể không sai khác. Phật dạy, này các ông, nếu pháp và phi pháp là như vậy, thì cái ngã không có sự biến hiện như các ông nói. Nếu cái ngã có biến hiện, ắt phải đến được khắp mọi nơi. Nếu nó đến khắp mọi nơi, thì người tu thiện lẽ ra cũng có ác, kẻ làm ác lẽ ra cũng có thiện. Nếu không phải như thế, sao gọi là biến hiện? Sáu thầy ngoại đạo lại biện bạch, Cổ Đàm ví như thắp lên 100.000 ngọn đèn trong một căn phòng. Đèn này chiếu sáng không làm ngăn ngại đèn khác. Cái ngã của chúng sanh cũng giống như vậy, việc tu thiện và làm ác không lẫn lộn nhau. Phật dạy, thiện nam tử, nếu các ông nói rằng cái ngã như ngọn đèn, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Ánh sáng của ngọn đèn là do duyên mà có. Đèn càng lớn thì ánh sáng càng mạnh. Cái ngã của chúng sanh không phải vậy. Ánh sáng từ ngọn đèn phát ra, trụ ở nơi khác. Cái ngã của chúng sanh không giống như thế. Không phải từ thân mà ra, trụ ở nơi khác. Ánh sáng của ngọn đèn kia vốn cùng tồn tại với bóng tối. Vì sao vậy? Như trong căn phòng tối thắp lên một ngọn đèn thì không đủ sáng rõ, đến khi thắp lên nhiều ngọn đèn thì mới sáng rõ. Nếu ngọn đèn đầu tiên đã phá trừ bóng tối thì không cần đến những ngọn đèn sau. Nếu đã cần đến những ngọn đèn sau thì nên biết rằng ánh sáng ban đầu vẫn cùng tồn tại với bóng tối. Bọn sáu thầy ngoại đạo lại nói, Cổ Đàm, nếu không có ngã thì ai là người làm thiện làm ác? Phật dạy, nếu là cái ngã làm sao gọi là thường? Nếu ngã là thường sao có thể khi làm thiện khi làm ác? Nếu nói rằng có khi làm thiện có khi làm ác, sao có thể nói rằng ngã là cùng khắp không có giới hạn? Nếu là cái ngã làm, vì sao lại có sự quen làm ác? Nếu cái ngã có làm có biết, sao lại sanh lòng nghi rằng chúng sanh không có ngã? Vì nghĩa ấy, trong pháp ngoại đạo của các ông chắc chắn không có ngã. Nếu nói có ngã, ắt ngã đó phải là Như Lai. Vì sao vậy? Vì thân Như Lai là cùng khắp không có giới hạn. Vì không còn có những sự nghi ngờ. Vì Như Lai không tạo tác, không thọ nhận, nên gọi là thường. Vì Như Lai không sanh, không diệt, nên gọi là lạc. Vì Như Lai không có phiền não nhiễm ô, nên gọi là tịnh. Vì Như Lai không có mười tướng, nên gọi là không. Vì thế, Như Lai là thường lạc ngã tịnh, là rỗng không, không có các hình tướng. Các thầy ngoại đạo thưa rằng, nếu nói Như Lai là thường lạc ngã tịnh, vì không có tướng nên rỗng không, thì nên biết rằng giáo pháp mà Cổ Đàm thuyết dạy chẳng phải là hoàn toàn chấp lấy không? Nay chúng tôi xin cung kính thọ nhận và hành trì. Bấy giờ có vô số ngoại đạo phát khởi lòng tin đối với pháp Phật, xuất gia theo Phật. Thiện nam tử, vì nhân duyên ấy nên nay ta ở giữa rừng cây sa la mọc sóng đôi này, thuyết giảng giáo pháp rền vang như tiếng sư tử giống, thuyết pháp như tiếng sư tử giống, đó gọi là đại niết bàn. Thiện nam tử, những cây sóng đôi ở phương Đông là phá sự vô thường mà được thường, cho đến những cây sóng đôi ở phương Bắc là phá sự bất tịnh mà được tịnh. Thiện nam tử, những chúng sanh nơi đây vì các cây sa la mọc sóng đôi mà gìn giữ bảo vệ rừng sa la, không để cho người ngoài đến lấy đi cảnh lá hay chặt phá. Ta cũng vì bốn pháp mà khiến cho các đệ tử hộ trì pháp Phật. Những pháp nào là bốn? Đó là thượng lạc ngã tịnh. Những cây sóng đôi ở bốn phương đó do bốn vua gìn giữ. Ta vì bốn vua ấy hộ trì chánh pháp nên ở trong rừng này mà nhập niết bàn. Thiện nam tử, những cây sa la mọc sóng đôi này thường có hoa quả sung xuê, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Ta cũng như vậy, thường làm lợi ích cho hàng thanh văn duyên giác. Hoa là ví với ngã, quả là ví với lạc. Vì nghĩa ấy nên ta ở tại nơi đây giữa những cây sa la mọc sóng đôi mà nhập chánh định đại tịch. Chánh định đại tịch gọi là đại niết bàn. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật, Thế Tôn, vì sao Như Lai nhập niết bàn vào tháng 2? Phật dạy, thiện nam tử, tháng 2 nhằm mùa xuân. Những tháng trong tiết dương xuân, muôn vật đều sanh trưởng, cây trồng bén rễ, hoa quả phô bày tươi tốt, sông ngòi tràn đầy, trăm loài thú đua nhau sanh nở. Lúc này có nhiều chúng sanh khởi lên tư tưởng cho rằng các pháp là thường tồn. Vì muốn phá cái tâm chấp thường ấy của chúng sanh, nên phải dạy rằng tất cả các pháp đều là vô thường, chỉ riêng nó Như Lai là thường trụ không biến đổi.
Thiện nam tử, so với các mùa khác trong năm, vào đầu mùa đông thời tiết đã khô khan suy kiệt, mọi người không ai ưa thích, còn tiết xuân thì ấm áp ôn hòa mát mẻ, ai ai cũng ham muốn ưa thích. Vì muốn phá cái vui tạm bợ của thế gian nên phải giảng thuyết những lẽ thường lạc. Đối với các lẽ ngã tịnh cũng vậy, Như Lai vì muốn phá cái ngã giả tạm của thế gian, cái tịnh giả tạm của thế gian, nên mới giảng thuyết rằng Như Lai là ngã chân thật, là tịnh chân thật. Nói tháng 2 là ví như hai loại pháp thân của Như Lai. Mùa đông chẳng ai ưa thích, là vì với hàng trí giả không ưa thích việc Như Lai vô thường nhập Niết Bàn. Tháng 2 ai cũng ưa thích, là ví với hàng trí giả ưa thích việc Như Lai là thường lạc ngã tịnh, trồng cây bén rễ, là ví với chúng sanh nghe chánh pháp sanh lòng hoan hỷ, bèn phát tâm an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, trồng các căn lành, sông ngòi tràn đầy, là ví với chư đại bồ tát mười phương đều tụ hội về chỗ Như Lai, thưa hỏi và thọ nhận kinh điển đại Niết Bàn. Này, trầm loài thú đua nhau sanh nở, là ví với các đệ tử Phật sanh khởi các căn lành. Hoa là ví với bảy giác chi, quả là ví với bốn thánh quả. Vì những nghĩa ấy nên ta nhập đại Niết Bàn vào tháng 2. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: các ngày đản sanh xuất gia thành đạo chuyển pháp luân của Như Lai đều là mùng 8. Vì sao khi nhập Niết Bàn lại duy nhất chọn vào ngày rằm? Phật dạy: lành thay thiện nam tử, vào ngày rằm mặt trăng tròn đầy không khuyết, chư Phật Như Lai cũng vậy. Lúc vào Niết Bàn là tròn đầy không khuyết, vì nghĩa ấy nên Phật chọn ngày rằm mà nhập Niết Bàn rốt ráo. Thiện nam tử, mặt trăng tròn sáng vào đêm rằm có 11 công năng. Những gì là 11? Một là có thể phá trừ bóng tối, hai là giúp chúng sanh nhận ra đường đi, ba là giúp chúng sanh phân biệt đường đi đúng sai, bốn là trừ được sự nóng bức mang lại sự mát mẻ vui thích, năm là có thể phá trừ lòng cao ngạo của lửa đom đóm, sáu là ngăn chặn mọi ý tưởng trộm cướp, bảy là giúp chúng sanh không còn lo sợ thú dữ, 8 là giúp cho hoa yêu bát lan nở, 9 là khiến cho hoa sen khép lại, 10 là gây sự phấn khởi trong lòng người đi đường, khiến họ mạnh mẽ dấn bước đi tới, 11 là khiến cho những chúng sanh ưa thích năm dục được nhiều khoái lạc. Thiện nam tử, vầng trăng tròn Như Lai cũng giống như vậy, cũng có 11 công năng, một là phá trừ bóng tối vô minh tràn khắp, hai là diễn thuyết phân biệt chánh đạo tà đạo, ba là khai mở chỉ bày rằng sanh tử là hiểm ác tà vậy, Niết Bàn là an bình chánh trực, bốn là khiến người liễu xa sự nóng bức của tham dục sân khỏe ngu si, năm là phá tan ánh sáng len lói của ngoại đạo, sáu là phá trừ dọc phiền não trói buộc, bảy là trừ diệt lòng sợ sệt đối với năm sự ngăn che trong tu tập, tám là làm hiển lộ tâm muốn gieo trồng căn lành của chúng sanh, 9 là che lớp ngăn chặn tâm ham mê năm dục của chúng sanh, 10 là làm sanh khởi hạnh tu tiến của chúng sanh hướng về đại Niết Bàn, 11 là khiến các chúng sanh ưa thích sự tu tập giải thoát. Vì những nghĩa ấy nên ta thị hiện nhập đại Niết Bàn vào ngày rằm, nhưng thật ra ta không hề nhập Niết Bàn. Trong những đệ tử của ta, chỉ những kẻ xấu ác ngu si mới nói chắc rằng Như Lai đã nhập Niết Bàn. Ví như một người mẹ có nhiều con bỏ đi đến một nước khác, trong thời gian người mẹ chưa trở về, những đứa con đều nói rằng mẹ tôi đã chết, nhưng thật ra người mẹ ấy không hề chết. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, những tỳ kheo nào có thể làm cho nghiêm rừng Sa La mọc sóng đôi này? Thiện nam tử, nếu tỳ kheo nào thọ trì đọc tụng 12 bộ kinh, sửa đúng câu văn, thông đạt nghĩa lý sâu xa, vì người khác mà giảng giải phần đầu, phần giữa và phần cuối, đều là tốt lành. Vì muốn làm lợi ích vô lượng chúng sanh nên diễn thuyết hạnh thanh tịnh, vị tỳ kheo như vậy ắt có thể làm trang nghiêm rừng Sa La mọc sóng đôi này. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, theo như chỗ con hiểu lời Phật dạy thì tỳ kheo A Nan chính là người ấy. Vì sao vậy? Vì tỳ kheo A Nan thọ trì đọc tụng 12 bộ kinh, vì người khác mở bày giảng thuyết lời chân chánh, nghĩa chân chánh, giống như việc rót nước từ bình này sang bình khác. Tỳ kheo A Nan theo Phật nghe chánh pháp, rồi y theo chỗ được nghe mà thuyết giảng lại đầy đủ với mọi người khác. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu có tỳ kheo nào được thiên nhãn trong sạch, thấy khắp tam thiên đại thiên thế giới trong mười phương, như người ta nhìn trái Ama Lạc đặt trong lòng bàn tay, vị tỳ kheo như vậy cũng có thể làm trang nghiêm rừng Sa La mọc sóng đôi này.
Bồ Tát Sư Tử Hống thưa: Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thì tỳ kheo A Na Luật chính là người ấy. Vì sao vậy? Vì A Na Luật chứng đắc thiên nhãn, nhìn thấy mọi sự vật trong khắp tam thiên đại thiên thế giới cho tới trong cõi trung ấm một cách rõ ràng không gì chướng ngại. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu có tỳ kheo nào ít ham muốn, tự biết đủ, ưa thích sự vắng lặng yên tĩnh, siêng năng tu hành các pháp tinh tấn, niệm định trí tuệ giải thoát, vị tỳ kheo như vậy ắt có thể trang nghiêm rừng Sa La mọc sóng đôi này. Bồ Tát Sư Tử Hống thưa: Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thì tỳ kheo Ca Diếp chính là người ấy. Vì sao vậy? Vì tỳ kheo Ca Diếp khéo tu các pháp ít ham muốn, tự biết đủ, đủ các pháp như Phật vừa kể trên. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu có tỳ kheo nào vì việc lợi ích cho chúng sanh, không vì lợi dưỡng riêng, tu tập thông đạt pháp tam muội vô tranh, thánh hạnh, không hạnh, vị tỳ kheo như vậy ắt có thể trang nghiêm rừng Sa La mọc sóng đôi này. Bồ Tát Sư Tử Hống thưa: Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thì tỳ kheo tu Bồ Đề chính là người ấy. Vì sao vậy? Vì tu Bồ Đề khéo tu phép vô tranh, thánh hạnh, không hạnh. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu có tỳ kheo nào khéo tu thần thông, trong khoảng một niệm tưởng có thể thực hiện mọi sự biến hóa thần thông, dùng một tâm an định mà tạo ra hai kết quả đối nghịch như là nước, lửa, vị tỳ kheo như vậy ắt có thể trang nghiêm rừng Sa La mọc sóng đôi này. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch rằng: Thế Tôn, nếu như vậy thì tỳ kheo Mục Kiền Liên chính là người ấy. Vì sao vậy? Vì Mục Kiền Liên khéo tu thần thông biến hóa vô lượng. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu có tỳ kheo nào tu tập các pháp trí tuệ, được trí lớn lao, trí sắc bén, trí nhanh nhạy, trí giải thoát, trí sâu xa, trí rộng lớn, trí không giới hạn, trí không ai vượt qua, trí chân thật, thành tựu đầy đủ căn bản trí tuệ như vậy, lòng không phân biệt kẻ oán với người thân, nếu nghe nói Như Lai là vô thường, nhập niết bàn, lòng không lo buồn, nếu nghe nói Như Lai là thường trụ, chẳng nhập niết bàn, lòng cũng không vui thích, vị tỳ kheo như vậy ắt có thể trang nghiêm rừng Sa La mọc sóng đôi này. Bồ Tát Sư Tử Hống thưa: Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thì tỳ kheo Xá Lợi Phất chính là người ấy. Vì sao vậy? Vì Xá Lợi Phất khéo thành tựu đầy đủ trí tuệ như vậy. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu có tỳ kheo nào có thể giảng thuyết rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, tỳ kheo ấy được thân kim cang không có giới hạn, thường lạc ngã tịnh, thân tâm không ngăn ngại, đạt được tám đức tự tại, vị tỳ kheo như vậy ắt có thể trang nghiêm rừng Sa La mọc sóng đôi này. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch rằng: Thế Tôn, nếu như vậy thì duy nhất chỉ có Như Lai là người như vậy mà thôi. Vì sao vậy? Vì thân Như Lai là kim cang, là không giới hạn, là thường lạc ngã tịnh, là thân tâm không ngăn ngại, mới có đủ tám đức tự tại. Bạch Thế Tôn, chỉ riêng Như Lai mới có thể trang nghiêm rừng Sa La mọc sóng đôi này mà thôi. Nếu không có Như Lai, ắt nơi này chẳng được đoan nghiêm. Xin nguyện Đức Như Lai mở lòng đại từ bi, vì sự trang nghiêm như vậy mà thường trụ ở rừng Sa La này. Phật dạy: Thiện nam tử, bản chất của tất cả các pháp là trụ ở nơi không có chỗ trụ. Vì sao ông lại nói lời nguyện xin Như Lai trụ ở rừng Sa La này? Thiện nam tử, nếu nói trụ thì đó là pháp thuộc về sắc, do nhân duyên sanh nên mới gọi là trụ. Vì nhân duyên không có xứ sở nhất định nên gọi là không có chỗ trụ. Như Lai đã đoạn tuyệt tất cả sự trói buộc của sắc, vì sao lại nói Như Lai có chỗ trụ? Đối với các ấm thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy.